quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến trúc HCG. Thật là vui tuyệt vời khi hôm nay Cường tiếp tục ngồi và chia sẻ cho quý vị các bạn về tất cả những cái mẫu nhà đẹp mà bên Kiến trúc HCG đã thiết kế và thi công ở trên 63 tỉnh thành. Trong cái video ngày hôm nay thì Cường xin phép là sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về một cái công trình biệt thự vườn mái Nhật mà bên mình đã tư vấn thiết kế cho nhà anh Nguyễn Như Hệ ở Vũ Thư, Thái Bình quý vị các bạn nhé. Trong video thì Cường xin phép là sẽ phân tích rất kỹ cho quý vị các bạn về phần hình thức công trình, về không gian 3D cũng như là giải pháp để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng trực tiếp vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Trước khi đi vào video lần này thì Cường xin cảm ơn anh Hệ rất là nhiều. Chúc anh trong tháng 9 này anh thi công cái công trình nó tốt nhất và chất lượng nhất để trong năm 2023 công trình đi vào sử dụng thì càng ngày anh càng làm ăn phát đạt cũng như là giàu sang phú quý như quý vị các bạn nhé. Đó là những lời chúc tốt đẹp nhất mà bên Kiến trúc HCG dành tặng cho anh Nguyễn Như Hệ như quý vị các bạn. Thế còn trên tay của Cường đây, đó là cái bộ hồ sơ bản vẽ mà bên mình đã gửi về cho anh hai cái quyển như thế này rồi. Đó, và bây giờ thì là anh đang trong cái giai đoạn là làm móng. Video trước thì Cường đã có chia sẻ cho quý vị các bạn cũng như là anh và Thọ về cái cách mà chúng ta đọc hiểu cái bộ hồ sơ bản vẽ này nhé các bạn nhé. Các bạn có thể là xem thêm cái đường link ở bên dưới là mình sẽ đã hướng dẫn cho các bác thợ rất là kỹ về cái cách mà xem cái bản vẽ phần kiến trúc. Thế còn là cả bản vẽ phần kết cấu nữa thì các bạn hãy xem ở với phần bình luận quý các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cường cũng xin phép là sẽ giới thiệu qua cho quý các bạn về cái kênh YouTube của Kiến trúc HCG. Ở trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là kênh YouTube của Kiến trúc HCG. Bạn nào mà muốn xem các mẫu nhà đẹp thì các bạn hãy vào phần video và chúng ta sẽ lựa chọn tất cả các cái mẫu nhà của bên mình, hoặc là các bạn hãy vào phần website của Kiến trúc HCG, kiến trúc hcg.com. các bạn vào các cái phần như nhà vườn, nhà phố, biệt thự, lâu đài. Ví dụ như vào nhà vườn, các bạn hãy vào phần nhà vườn để chúng ta xem các mẫu nhà, hoặc là các bạn hãy sang phần phong thủy để chúng ta sẽ xem là tra tuổi làm nhà này trong năm 2023 này có được không, thì các bạn chỉ việc nhập tuổi cũng như là nhập năm của quý vị các bạn là được. Hoặc là chúng ta muốn xem là chi phí xây dựng công trình của chúng ta bao nhiêu tiền thì các bạn hãy vào phần báo giá dự toán chi phí và chúng ta hãy xem cái chi phí của cái công trình của nhà mình là hết bao nhiêu như quý vị các bạn nhé. Đấy là các cái tính năng ở trên website của Kiến trúc HCG. Còn bây giờ thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy hướng lên màn hình để chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái không gian, cái công năng, cái giải pháp công trình của nhà anh Nguyễn Như Hệ. Công trình của nhà anh Nguyễn Như Hệ thì có cái diện tích sử dụng nó rơi vào khoảng 108m2 như quý các bạn nhé. Còn diện tích xây dựng nó rơi vào khoảng tầm 150m2 là toàn bộ cái phần mái le ra. Công năng thì bao gồm có một phòng khách, một phòng bếp và 3 phòng vệ sinh, trong đó có 2 phòng vệ sinh cho các phòng ngủ, còn một phòng vệ sinh chung như quý các bạn nhé. Phòng ngủ thì gồm có 3 phòng. Thì đấy là cái nhu cầu, cái không gian, cái công năng của anh mong muốn. Thì Cường xin mời quý vị các bạn hãy hướng lên trên màn hình thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần hình thức công trình trước. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phần 3D ạ. Trên màn hình quý vị các bạn đây, đó chính là phần hình thức công trình của nhà anh Nguyễn Như Hệ. Thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là bên mình đang thiết kế theo cái phong cách kiến trúc là hiện đại với lại những cái đường nét gờ phào chỉ rất là to khỏe nha quý vị các bạn nhé. Đây là các cái thước cột của bên mình thiết kế, thì đấy là có các cái đầu phào cột cũng theo cái phong cách là hiện đại, và các cái thước cột này thì là bên mình đều là làm phào lõm như quý vị các bạn. Còn đây là phần cửa. Về phần cửa sổ thì là bên mình sử dụng là cửa khung nhôm sinh pha nhưng mà là màu vân gỗ, còn các cửa phụ và cái như là cửa chính thì là bên mình sử dụng cửa gỗ như quý vị các bạn nhé. Về màu sắc công trình thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là toàn bộ cái phần diềm bên trên này thì là bên mình đang sơn giả gỗ, hoặc là quý vị các bạn có thể là khi mà chúng ta chát xong cái phần này thì các bạn có thể là kẻ những cái đường chỉ, sau đó thì chúng ta sơn màu nâu vào thì cũng rất là đẹp như quý vị các bạn nhé. Đó, hoặc là chúng ta ốp trần gỗ toàn bộ vào cái phần trần bên dưới thì cái công trình nó sẽ rất là ấm cũng như là nó khỏe cho cái không gian trong cái công trình của nhà mình. Toàn bộ cái số bậc lên hiện nay bên mình đang làm là 5 bậc như quý vị các bạn. Đây là 5 bậc và đằng trước này thì là bên mình đều là bố trí các cái phần cây. Thì đấy là về cái mặt tiền công trình. Đây ạ, đây là mặt bên. Ở đây là cái phối cảnh góc công trình như quý vị các bạn nhé. Công trình lần này thì bên mình có làm thêm hai cái le mái nữa. Đây là cái phần phối cảnh tổng thể phần mái. Các bạn hãy nhìn từ phần bên trên xuống. Thì đấy là còn có mái, đây là mái sảnh chính và đây là mái sảnh phụ để đi vào khu bếp như quý vị các bạn nhé. Còn bây giờ thì Cường xin phép là sẽ sử dụng cái phần mềm 3D của bên mình ra để mình chia sẻ cho quý vị các bạn. Các bạn sẽ dễ dàng hình dung ra hơn ạ. Trên màn hình của quý vị các bạn đây, đó chính là cái phần mềm 3D mà bên mình thiết kế như quý vị các bạn nhé. Bên mình là công ty cổ phần Kiến trúc HCG, là một trong những đơn vị mà chuyên tư vấn thiết kế tất cả các công trình ở trên 63 tỉnh thành, các chi nhánh ở từ Bắc vào Nam như quý vị các bạn nhé, thì đều có chi nhánh của Kiến trúc HCG. Thì trên cái phần mềm mà bên mình đang sử dụng ở đây thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là các cái hình thức cột này thì các bạn có thể là xem là mình đang mô phỏng rất là rõ ràng ở trên phần mềm 3D của bên mình. Đó,
và các cái phào này là phào lõm ở bên trong thì ốp đá, thế nên là cái công trình nó sẽ rất là bền với lại thời gian đấy các bạn nhé. Những cái công trình mà mình ốp phào lõm này thì nó sẽ không bao giờ bị bong cái phần phào ra đấy, thế còn nếu mà những phào nổi thì thường thường là hay bị bong cái phần phào ra các bạn nhé. Tiếp theo thì toàn bộ cái phần ốp đá ở đây thì các bạn có thể thấy được rằng toàn bộ phần bên dưới trên này, dưới chân thì bên mình đang sử dụng là ốp đá thẻ, còn bên này là ốp gạch thẻ như quý vị các bạn nhé. Đây là cái khu vực bồn hoa, thì bồn hoa cũng được thiết kế rất là đẹp với lại các cái hình thức là cao, và hai bên là cao, còn bên dưới ở bên phần bên dưới thì là thấp hơn để chúng ta có thể là trồng những cái cây mà nó phù hợp với lại cái không gian của mình đó. Ví dụ như thế này, quý vị các bạn có thể thấy được rằng đây là một cái phần ô cửa đó, ô cửa sổ, thì cái phần ô cửa sổ này bên mình đang làm rất thấp để mở cái cửa này, nó rất là to và lớn, nó rơi vào khoảng là từ phần mép dưới lên thì là nó rơi vào khoảng tầm 500 đấy. Thế thì khi mà bên mình làm cái bộ cửa to và đẹp như này thì là cái cửa của mình nó rất là thoáng đó, công trình nó rất là rộng như quý vị các bạn nhé. Và được thêm nữa để cho cái công trình cũng như hình thức nó đẹp thì cái phần bồn hoa này bên mình phải hạ thấp cái bồn hoa này xuống, thì cái mặt sàn bồn hoa này nó chỉ cao khoảng tầm là 250 thôi đó, và chúng ta trồng hoa thì là nó sẽ khi mà trồng cây nó sẽ không vượt qua được cái phần bậu cửa là 500 tính từ mặt cốt 00 lên như quý vị các bạn nhé. Thế đấy là cái ý của kiến trúc sư khi mà kiến trúc sư thiết kế những cái đoạn lõm như thế này và trồng những cái cây vạn tuế rất là đẹp cho gia chủ như quý vị các bạn nhé. Thì tùy thuộc vào các cái hình thức của bên mình mà mình có thể là thiết kế những cái phần ngoại cảnh làm sao cho nó phù hợp. Đấy là về cái phần hình thức công trình. Đây các bạn có thể là xem để áp dụng cho cái ngôi nhà nhà mình nó tốt hơn. Đó. Và chúng ta cũng sẽ có các cái đầu cột này. Đấy, các đầu cột này cũng được xẻ rãnh rất là đẹp và rất là rộng. Như quý vị các bạn, toàn bộ các cái phần thân này chúng ta ốp đèn. Đó, ốp đèn. Và cái phần mái này thì các bạn nên để đèn âm trần các bạn nhé, thì cái công trình khi mà buổi tối nó sẽ rất là ấm và sang cho cái ngôi nhà của nhánh hệ nhé quý vị các bạn. Kiến trúc HCG thì có mặt ở tất cả các cái tỉnh thành của quý vị các bạn, thế nên là các bạn nào mà có nhu cầu mà tư vấn thiết kế thì các bạn có thể là hỏi các cái ba nhà mà đang xây dựng ở xung quanh ấy, thì là đều là có những cái công trình của kiến trúc HCG hết nhé các bạn nhé, nên là các bạn có thể là tham khảo những cái bản vẽ cũng như cái bộ hồ sơ của kiến trúc HCG rất là rõ ràng chi tiết cho quý vị các bạn để quý vị các bạn có thể là làm được. Thế còn bây giờ thì Cường cũng xin phép là chia sẻ sơ bộ về cái không gian bên trong. Đây chính là cái không gian bên trong công trình. Thì đối với cái không gian này thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là chiều rộng của ngôi nhà hiện nay bên mình đang làm nó rơi vào khoảng tầm 10m8. Đây ạ, đây là 10m8 này. Đó, và chiều sâu của ngôi nhà nó rơi vào khoảng đây ạ là 10m thì quý vị các bạn nhé. Tổng diện tích sử dụng chưa kể sảnh là 102m. Đây là cái khu vực phòng khách và đây là khu vực phòng bếp này. Đó, và đây là ba phòng ngủ, hai phòng ngủ này thì có phòng vệ sinh riêng đó. Thì là Cường chưa cho 3D vào để cho các bạn có thể là nhìn qua này, các bạn có thể hình dung ra rồi nhé các bạn nhé. Đó, thế còn các cái công trình khác thì Cường đều cho cái phần 3D vào. Bây giờ thì Cường xin phép là sẽ sử dụng cái phần hình ảnh để chia sẻ cho các bạn sẽ dễ dàng hình dung ra hơn. Cường nó cũng xin phép là nói qua cái phần mái để cho các bạn là dễ dàng xem và dễ dàng hiểu nhé các bạn nhé. Thì đối với lại cái mái Nhật này này, nếu mà bạn nào mà chưa biết vẽ mái Nhật thì các bạn có thể là xem cái video mà Cường để ở dưới cái phần bình luận đấy các bạn nhé. Thì các bạn hãy ví dụ như đây là một cái hệ mái thì các bạn chia đôi cái phần này ra, cái góc này nó sẽ là 45 độ, góc này là 45 độ. Thế còn cái góc mà để tạo thành cái mái thì chúng ta có cái góc là 30 độ như quý vị các bạn. Thì đây là cái phần hình thức của cái phần mái Nhật. Đó, thì bên này là bên mình cũng đang mô phỏng sơ bộ cho quý vị các bạn về các cái thanh vì kèo. Thì chúng ta sẽ có những cái hệ thanh vì kèo ở đây. Đối với mái Nhật thì chúng ta sẽ có những cái hệ thanh vì kèo. Đây là cái thanh vì kèo này. Và bên này là những cái thanh ly tô. Thì các cái hệ vì kèo này các bạn nên để cách nhau khoảng tầm từ 1m2 nhé các bạn nhé, 1m2. Còn các phần mà ly tô để chúng ta bắn mái ngói thì các bạn nên để nó rộng khoảng tầm 300 cho đến 330 nhé quý vị và các bạn. Thì đấy là về phần hình thức mái mà bên các bản vẽ thì mình đều có. Thế còn bây giờ Cường xin mời quý vị các bạn hãy cùng Cường xem cái phần bản vẽ công trình của nhà anh Hệ để cho quý vị các bạn có thể là nắm bắt được và áp dụng được vào trong cái khuôn viên, trong cái công trình của nhà mình. Trong bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình thì bao giờ cũng có gồm có 5 phần, một là phong thủy, hai là kiến trúc, ba là kết cấu, bốn là phần điện, năm là phần nước nhé các bạn nhé. Thì đây chính là cái phần kiến trúc bao gồm có 30 bản vẽ, tất cả bản vẽ đều rất là rõ ràng chi tiết. Đó, thì chúng ta có thể là xem cái phần bản vẽ về cái công trình lần này. Thì đây là phần bản vẽ chi tiết về cái mặt bằng công năng của nhà anh Hệ. Đó, phòng khách thì chúng ta có cái khuôn viên ở đây là được 37m2. Đó, cả cái khuôn viên rất là rộng này. Kích thước hiện nay chúng ta đang có là bằng 6m8 x 4m7. Đó, chúng ta có thể là ngồi phòng khách ở đây.
Và đối với nhà anh Hệ thì không bố trí bàn thờ hay là không bố trí phòng thờ như quý vị các bạn nhé, mà anh sử dụng ở đây là anh sử dụng bàn thờ treo đó, tức là bàn thờ nhỏ thôi nhưng mà anh treo lên cao đó. Còn là trong không gian mà bố trí rộng như này thì gia đình có thể là quây quần bên nhau đó, quây quần bên nhau và ngồi rất là rộng. Nếu mà nhà mà có công có việc thì Cường xin phép chia sẻ với các bạn là 37m2 thì là chúng ta có thể là ngồi được ít nhất ở đây là 5 đến 6 mâm. Và cái phần lên phần sảnh này chúng ta có cái phần sảnh nó rơi vào khoảng 1m8 đó. Đó, kích thước số bậc lên đây chúng ta gồm có là 5 bậc nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì đây là cái phần sảnh phụ đó. Cái phần sảnh phụ đi vào thì chúng ta sẽ có một cái khu vực bếp ở đây và có một cái phòng vệ sinh riêng ở chỗ này. Khu vực bếp thì bên mình làm thụt cái phần này lại, thụt cái phần tường này lại để làm gì ạ? Để chúng ta đặt cái bàn bếp vào đây. Đó, đặt cái chỗ nấu ở đây, thứ nhất là cái khí nó sẽ không bị ảnh hưởng, và thứ hai nữa là cái không gian phòng bếp nó sẽ rộng rãi cho gia chủ như quý vị các bạn nhé. Còn đây là khu vực phòng vệ sinh như quý vị các bạn nhé. Phòng vệ sinh 03 có cái kích thước là bằng 3,2m2 như quý vị các bạn. Còn đối với phòng ngủ của nhà anh Hệ thì quý vị các bạn có thể thấy được rằng là phòng ngủ 01 thì được diện tích hiện nay bên mình đang làm là được 11,7m2. Phòng vệ sinh này có một phòng vệ sinh riêng. Và phòng ngủ 02 là cũng được 11m2 và cũng có phòng vệ sinh riêng. Phòng ngủ 03 thì là được 11,6 và phòng này thì đi vệ sinh bên ngoài nhé quý vị các bạn. Đấy là về cái công năng, cái công trình của nhà anh Nguyễn Như Hệ. Thì quý vị các bạn có thể xem các bản vẽ của bên mình rất là rõ ràng, chi tiết tất cả các bản vẽ. Cái video bên dưới thì chúng ta có thể là xem về cái cách mà đọc cái bộ hồ sơ bản vẽ như này. Hồ sơ bản vẽ của bên kiến trúc HCG thì bao giờ cũng có 2D kết hợp với 3D để cho quý vị các bạn là dễ dàng làm. Ví dụ như đây là 3D của cái phần cột này đó, hay là ở đây là cái 3D của cái cột chính, 3D của cột phụ và những cái chi tiết liên quan đến cái phần mái. Đối với lại chi tiết cửa cũng vậy, tất cả các cái kích thước cửa của bên mình đều có phần 3D mô tả, cũng như là các bạn không bao giờ được phép thay đổi cái kích thước thông thủy cho cửa. Đây là cái kích thước mà bên mình là tính toán toàn bộ cái công trình mà chuẩn theo cái phong thủy của quý các bạn nhé. Giả dụ như là cái kích thước này là 1620 hay là 2290 thì các bạn hãy lên trên website của kiến trúc HCG, thì đây chính là website của bên mình, các bạn vào tra thước lỗ ban cho cường các bạn nhé. Đó, thì các bạn hãy nhập cho cường cái con số là 1620 và 2290. Đó, thì cường xin phép là sẽ ấn nút để nhập luôn kích thước cho các bạn ạ. 1620, các bạn đã nhập kích thước như này thì cái hàng kích thước nó sẽ chạy đó. Và cái thước mà để đo cái khoảng thông thủy và cửa này này nó đang rơi vào cái cung quý nhân như quý các bạn nhé, đó là cái cung mà thông minh. Thì phần bên dưới này khoảng không thông thủy với cửa ở cung quý nhân thì là gặp cái cung này thì sẽ gia chủ sẽ làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Thì đấy là về cái cửa, về cái phần kích thước chiều rộng. Thế còn chúng ta có cái chiều cao của cửa là 2290 thì các bạn nó có thể là lên đây, các bạn hãy nhập tiếp cho cường xem nó là rơi vào cái cung gì. 2290, chúng ta nhấn nút enter. Thì trên cái này thì là bên mình sẽ nó được cái cung là thiên tài nhé các bạn nhé. Đây, thiên tài là gia chủ luôn may mắn về đường tài lộc, năng tài đắc lợi, con cái làm ăn thì hiếu thảo, gia đạo thì là an vui đó. Trí thọ như quý vị các bạn nhé, tất cả những cung này là những cái cung tốt. Thì chúng ta gồm có ba cái thước lỗ ban mà các bạn cần phải quan tâm. Một là thước 52,2 là đo về cái khoảng thông thủy về cửa. Thứ hai là thước mà 42,9 là đo về khối xây dương trạch. Ba là thước 38,8 là đo về cái đồ ở bàn ghế đồ thờ. Thì các bạn mà làm thì chúng ta có thể là chọn phần cửa thì chúng ta chọn phần cửa, phần xây chúng ta chọn phần xây, đồ nội thất thì chúng ta chọn đồ nội thất. Mà các bạn nào mà an toàn hơn, kỹ tính hơn nữa thì chúng ta chọn cả ba loại thước nó đều đỏ. Nên quý vị các bạn thì đấy là về cái cách mà chúng ta làm cái thước lỗ ban cho nó chuẩn. Thì trên website của kiến trúc HCG luôn luôn rất rõ ràng từng những cái chi tiết liên quan đến phong thủy. Bởi vì là đối với công ty của mình là một trong những đơn vị tiên phong trong quá trình thiết kế thi công tất cả các công trình ở trên toàn quốc. Thế nên là bên mình có cả một phòng là tư vấn phong thủy cho quý vị các bạn. Thế nên là quý vị các bạn rất là yên tâm nha quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta có hết các bộ cửa ra đây và các cái bộ cửa này cũng vậy, đều được xem phong thủy rõ ràng. Ví dụ như đây là cái kích thước cửa như thế này, các bạn chỉ việc đưa cái phần bản vẽ cửa này cho các bác thợ là các bác có thể là làm đúng theo cái bộ cửa này rồi. Và cái kích thước thông thủy như là 460, 1380 cũng vậy, các bạn chỉ việc lên trên mạng vào phần tra cứu lỗ thước lỗ ban, các bạn chọn là 460, các bạn nhập 460 enter là chúng ta sẽ ra được cái kích thước phong thủy rất đẹp và đại tài rồi. Hoặc là các bạn kéo theo như này thì chúng ta sẽ có nha các bạn nhé. Đấy là các cái tính năng ở trên website của kiến trúc HCG. Thế còn trên cái bộ hồ sơ bản vẽ của bên mình bao giờ cũng có cả phần kiến trúc
kết cấu điện nước, bóc tách tính toán rõ ràng để cho gia chủ có thể là làm được phần sắt thép hay là các cái phần bản vẽ liên quan đến phần điện, phần nước nhé quý vị các bạn. Thì đấy là về hồ sơ bản vẽ. Kết hợp cho quý vị các bạn thêm ba cái video, một video mô phỏng 3D chung, hai cái video hướng dẫn đọc bản vẽ, nên là tất cả những cái lưu ý trong quá trình mà chúng ta làm một cái công trình mà để chuẩn nhất thì bên mình đều chia sẻ cho gia chủ, để cho gia chủ có thể là xem, nắm bắt được, hiểu được và thi công một cái công trình nó đúng. Khi mà làm xong một cái công trình mà chúng ta hài lòng với mọi thứ nó an vui đối với chúng ta và chúng ta có một cái công trình nó đẹp. Vậy nên là các bạn nào mà có nhu cầu tư vấn thiết kế trong năm 2023 thì quý các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Kiến trúc HCG qua số điện thoại 0988799732 hoặc số điện thoại mình sẽ để ở phần bên dưới màn hình, hoặc là các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Cường để Cường có thể là tư vấn hỗ trợ cho quý vị các bạn trong những cái quá trình chúng ta làm nhà các bạn nhé. Còn bây giờ Cường xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Kiến trúc HCG. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình nhà mình. Xin chào và hẹn gặp lại.